Xin chào mọi người. Bữa nay nhà mẹ ba mẹ con mình ở nhà ăn bữa trưa đây. Đây là món mình sườn xào chua ngọt này. Đây là đậu phụ mình xào với chuối xanh với thịt. Còn đây là cái su hào tím đó, mình xào với đơn giản thôi, mình xào với cà chua. Thì bây giờ mời mọi người ăn với mẹ con mình nha. Hôm nay trời bên này mưa đấy mọi người. Bữa cơm đầy đủ các thứ, có rau. Hai đứa nhà mình thích ăn món sườn xào chua ngọt này. Mời cô chú chứ này. Mời cô chú. Món cái chuối xanh này hôm mình mua trên mạng mọi người. Như mạng về cho mình gọt ra, mình để tủ đá mình để ăn dần. Ngon quá. Chuối này xào vừa chín tới á, nhưng không có nhũn, ăn ngon. Hôm nay trời mưa nó âm u nhìn nhìn buồn quá. Đĩa rau này nhìn hấp dẫn quá nhỉ. Ngon không? Mấy dạo mấy tuần này ở bên đây nó đang dịch bệnh bùng phát đấy mọi người. Ba mẹ con mình ở nhà suốt không đi ra ngoài, tuần hơn tuần nay rồi. Ở nhà nó bí bách, nó khó chịu lắm. Hai đứa này cũng thế. Ở nhà cũng xem phim hoặc là xem điện thoại đấy, xem hoạt hình hoặc là chơi với nhau. Thỉnh thoảng bạn nó chơi với nhau, không có xem nhiều. Nhưng mà vẫn khó chịu lắm. Muốn đi ra ngoài không đi được, sợ dịch bệnh đó. Hiện tại ở bên ở thành phố mình ở thì đã có 4 ca rồi nhé mọi người. Ngày nào sáng cũng thấy tin nhắn báo khẩn cấp đấy, là đã phát hiện thêm một người, một ca nữa, mấy ca, nói chung là người ta báo cho mình hết đấy. Và những cái người bị nhiễm đó, người ta đi đi đến những đâu, họ cũng thông báo cho mình, nhắn cho mình để mình biết những lộ trình người ta đi đó mọi người. Sợ quá. Mọi người có biết là dịch bệnh này bùng phát là do ở đâu không? Là trung tâm là chỗ nhà thờ đấy mọi người. Nhà thờ mà kiểu dạng như là cái nhà thờ đấy gọi là như là buồng đạo, là nhà thờ như kiểu hiệp cái gì Chúa Trời ngày xưa ở Việt Nam mình đó. Ngày xưa ở Việt Nam mình rầm rộ một cái vụ là cái gì đạo cái gì Chúa Trời đấy mọi người. Trời ơi, cái này nó cũng tương tự như đấy. Là tin một cách mù quáng luôn ấy. Có cái ông mục sư ở nhà thờ đấy mọi người. Ông ấy tổ chức một cái buổi gọi là đi ra ngoài quảng trường Quang Hoa Môn đấy. Đi quảng trường Quang Hoa Môn là ông ấy đã truyền lại là ông ấy bảo với mọi người là cái bệnh này không lây nhiễm được. Mới cả nếu mà có lây nhiễm ấy,
thì là sẽ đến đến nhà thờ cầu nguyện là Đức Chúa Trời sẽ chữa khỏi bệnh cho. Và ông ấy còn nói là còn không ấy, nếu mà đã mắc bệnh nhiễm virus corona rồi đấy thì chết cũng chết thì cũng càng tốt không sao. Chết bởi vì sao? Bởi vì chết sẽ được lên trên thiên đàng đấy. Cho nên là ông ấy truyền những cái gọi là mị dân ngu muội đấy mọi người, xong đến lúc mọi người bao nhiêu người ta theo cái đạo ấy ta ra ngoài quảng trường người ta cũng ra ngoài đó tụ tập bao nhiêu người và ra đấy rất là đông người ra đấy nhá, xong xong rồi làm cho lây lan bao nhiêu người dân vô tội. Cái ông đó bị bắt rồi đấy mọi người, bị cảnh sát bắt giữ rồi. Vì những cái người như thế mà người người dân Hàn này bây giờ mới vô đứng mới bị lây nhiễm một cách chóng mặt như vậy chứ mọi người, bùng nổ bùng dục dịch phát đó chứ mọi người, dịch bệnh đó. Hiện tại đã có, vừa mình xem lên trên thời sự thì hiện tại đã có 893 ca bị nhiễm bệnh và 22 ca đã chữa khỏi, còn hơn 13.000 người nữa thì đang trong thời gian xét nghiệm nữa mọi người. Có 8 trường hợp bị tử vong rồi đó. Bên Hàn này là có một trường hợp nhỏ tuổi nhất là hình như là 16 tháng tuổi mọi người. Bé ấy bị nhiễm virus corona. Rất là tội. Bây giờ dịch bệnh mình nghĩ là còn bùng phát nữa, bởi vì là những cái người đi theo đạo đó đó họ đi rất nhiều, tụ tập rất là đông người, rồi lúc người ta không còn liên lạc được với những người đi nhà thờ nữa, người ta không không có kiểu người ta tắt máy hay làm sao đó, không thể liên lạc được với những người đó, cũng có người không liên lạc được. Bây giờ vì thế là người dân Hàn đó, người ta đang phẫn nộ, người ta đang lên án chỉ trích cái giáo hội đó đấy mọi người. Đúng. Ôi, dân Hàn điêu đứng, sợ quá. Nhà mình còn no. Giờ mà bây giờ chính phủ đang ra một cái thông báo là thông báo cấp độ 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 đỏ đó mọi người. Là những buổi họp quốc hội của bên Hàn này là cũng bị hoãn lại này, và học sinh thì đáng lẽ là tuần đầu tuần sau, thứ hai tuần sau thì là sẽ khai giảng, thế nhưng mà nhà nước đã cho Bộ Giáo dục đó, nhà nước đã Bộ Giáo dục đã chỉ định là sẽ khai giảng muộn hơn một tuần, nghĩa là mãi đến hôm nay là mùng mấy nhỉ, mãi đến tuần sau nữa mới khai giảng cơ, và mùng 9 tháng 3 mới khai giảng. Đáng lẽ là khai giảng từ mùng 2 tháng 3 đấy mọi người. Những lớp học thêm đấy cũng cho nghỉ một tuần này. Chứ lần 2 đứa mình cũng ở nhà hết rồi. Mình cho kiểu chua ngọt thì mình cho đường với cho chanh vào đó mọi người, nó ăn chua chua một ngọt mặn mặn, lâu lắm nó không được ăn cái món này, món su hào xào ngon. Bên Hàn thì họ không bán su hào trắng mọi người ạ, họ bán su hào tím đó,
Đa số là su hào tím mà, không mình chưa thấy su hào trắng. Ôi có nhìn cái gì vậy? Tuần hơn tuần nay cứ ở bạn còn kia mà. Ví dụ có cần thiết gì thì mới đi ra ngoài thôi. Đi ra ngoài ví dụ mua đồ hoặc là có việc gì cần thiết ra rồi về luôn. Chứ không dám đi chơi, không dám đi đâu không mọi người. Tình hình bên này đang là căng thẳng mọi người, dịch bệnh đang căng thẳng. Nên Facebook, lướt Facebook cũng toàn là những tình hình đưa về bệnh dịch rồi là trang nào cũng đưa. Ăn cái này ngon lắm con. Mà này vào chút tôm quỳ. Ở Busan mình là cũng có cái một cái nhà thờ không phải là to như ở trên Daegu, nhưng mà kiểu dạng là một cái nhà thờ nhỏ chi nhánh, gọi là chi nhánh đó mọi người. Thì cũng nằm ở Busan. Cái người bệnh nhân ở Ulsan, người bệnh nhân số 2 đấy, ở của mình ở ấy, thì cũng gọi là người bệnh nhân số 2 đấy, và cũng đi nhà thờ đấy. Cũng đi nhà thờ đấy nên là bây giờ người đấy bị nên là đang người ta đang điều tra xem là cái người đấy đã đi tới những đâu và tiếp xúc với những ai ấy, để điều tra đấy mọi người. Để người ta còn đi xét nghiệm một thằng cách ly. Rất là sợ. Ở Việt Nam những người sống ở Việt Nam, người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, mọi người định cư hoặc là cư trú Hàn Quốc này cũng đang nháo nháo nên đang bảo tình hình căng thẳng thế này ấy, thì hay là về Việt Nam tránh nạn. Thì mình cũng không có biết là cũng có nhiều người ta mua vé ra về Việt Nam đấy mọi người. Nhưng mà bây giờ về Việt Nam là phải cách ly 14 ngày á. Thì mà hôm trước mình có điện về thì nhà mình ở nhà mình bảo là nếu mà tình hình nó căng thẳng quá ấy, thì ba mẹ con về hoặc là gia đình về, chứ chồng mình mới tới đi làm là không có xin nghỉ được lâu. Là bắt buộc phải đi làm rồi, nếu mà căng thẳng quá thì có mình về thôi. À có ba mẹ con mình về thôi. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ con mình còn học tháng sau, tuần sau, còn 2 tuần nữa là vào năm học rồi. Còn phải đi học này, xong rồi về Việt Nam lại phải cách ly 14 ngày này. Nói chung là cũng khó lắm, không có đơn giản đâu. Thôi dù sao cũng cố gắng trụ lại đây cho chứ bây giờ về Việt Nam cũng thế à. Mình cũng phòng chống những cái nào mà có thể nhất. Ở Busan thì mình ở hiện tại đang sống đây là bắt đầu là có 4 trường hợp bị lây nhiễm đó. Là người dân đang nghe tin đồn đó, người ta cũng hoang mang, cũng sợ xong là người ta hạn chế ra ngoài, cho nên là người ta đi siêu thị mua đồ dự ăn dự trữ nhiều, rất là đông người đi siêu thị mọi người ạ. Là cũng sợ lắm, cũng như mình thôi. Ăn hết cơm đi. Ăn hết đi con, mình biết. Cháu kêu no. Xong rau là ngon. Hello,
Mình ăn xong bát cơm rồi. No. Thôi, bữa trưa mình ăn đến đây là xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Và hẹn gặp lại mọi người vào clip tiếp theo. Bye bye mọi người nhé. Mọi người hãy luôn luôn giữ gìn sức khỏe nha. Cho ai cũng được. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.